Welcome tất cả em trở kênh DHG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Võ Lâm Quần Hiệp Truyện thì video mình sẽ hướng dẫn anh em mang kỹ năng ngày 8. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên là về cái mục tiêu ở ngày tuần 2 ấy. Về cái tranh mua anh em mua mình nhá. Đây với 480 kim bảo anh em làm hai viên ngọc đeo 3 rất là ngon này. Mặc dù là ngẫu nhiên ấy, nhưng mà ngọc làm được em ơi. Em cứ ra đều ấy nó có thêm một cái cộng hưởng nữa. Và quan trọng ấy tuần 2 ấy, nó sẽ được ba cái dương trỏ tướng thánh gồm ba con Lạc Thanh Sơn này, Giải Thương Thu cộng với con Bộ Kinh Vân. Bao này ấy, được cái đều ngon hết, nó có thể đi solo ấy. Như là con Bộ Kinh Vân ấy, anh em có thể đá cặp với con Khổng Tử kiếm thêm cái hồi sinh ấy. Còn về con Lạc Thanh Sơn này ấy, trong ba con này mạnh nhất nhưng mà nó không có khống chế. Bộ Kinh Vân có khống chế này, cái con Giải Thương Thu ấy nó có độc này, nó có thêm cái hồi máu. Còn con Lạc Thanh Sơn này nó thuần đêm nhá. Ở đầu game mình nuôi đuối tại vì nó không có khống chế như con Nhiếp Phong ấy. Lúc đầu em cứ nuôi con Nhiếp Phong nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà nếu anh em mà muốn cái cảm giác một kiếm bay hết tem ấy, hay là cái cảm giác nó đánh liên tục luôn ấy, nói chung chung là cái cảm giác tàn sát thì em nên chơi này nhá. Đến là phê em ơi, quá phê luôn ấy. Đợi lúc nào rảnh ấy, nếu mà game này có nhiều view ấy, chắc mình sẽ bỏ cái arc FMO này ấy, mình chuyển sang là một cái CG chơi con Lạc Thanh Sơn này. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái sự kiện đua top ngày 8 ngày 9 ấy. Sau cái đua top chiến thì nó đến cái đua top quay thiên thánh. Cái này mình nhắc em vào đấy. Anh em tích vé này, anh em tích kim bảo. Đợi đến ngày 8 anh em quay nhá. Còn qua bảng xếp hạng anh em sẽ được đá phá này, tướng này và cái nguyên liệu đột phá, nói chung là rất là ngon em ơi. Hiện tại mình đang top 12 này. Ngày hôm qua à quên. Đêm ngày hôm nay mình có làm cái video quay 100 lần ấy. Quay xong video ấy, mình cay quá quay thêm 50 lần. Anh em làm có xem cái video cũng biết đấy, mình quay 30 đầu tiên ra tướng ok rồi, nhưng mà cái con tướng hai ấy, mình quay 70 lần mình ra rất là chán luôn. Bình thường ấy, anh em hay đấy quay 10 lần một con, mình quay 100 lần được có hai con rất là chán luôn em ơi. Giờ cái arc ở server 57 chắc mình sẽ tích kim bảo này. Giờ kim bảo mình sẽ không đổ ra nữa, mình tích kim bảo này vé quay ấy, đợi ngày 8 mình sẽ khô máu cái arc server 57 ấy, xem nhân phẩm nhá. Arc này của mình ấy, chắc là quay hết sự kiện tầm 160 lần. Cái hạc server 57 chắc là quay tầm gần 300 lần, mình sẽ cố gắng tích kim bảo nhá. Cái này của mình nhớ đấu giá khá nhiều đấy, còn với mình hơi bị phá kim bảo ấy nên là chỉ được có 150 lần thôi. Kim bảo hiện tại chỉ còn có 5k thôi ấy. Kim bảo này giờ mình đang tích lên 12k mình mua đột phá trong tiệm ấy. Nói chung chung là anh em xem mới chú ý tích vé quay cùng với kim bảo đợi đến ngày 8 em quay nhá. Em quay em kiếm tướng thiên thánh này, anh em kiếm thêm một tí đá phá này, tướng các thứ nhá. Tiếp đến ngày mai thì nó sẽ có thêm cái sự kiện nữa. Đây đó là cái vạn tiên trại nhá. Cái này khi mà em quay xong một vòng ấy là sẽ được 10 cái cuốn bí sách nhá, bí sách anh em đổ trong tiệm. Đây tiệm nó sẽ có cái vé quay thiên thánh này, cái dương thần binh này, đây túi đá này, đá cường hóa vật cộng với vé quay ấy. Và quan trọng là nó sẽ được thêm cái đá đột phá ấy. Cái này chắc chắn là anh em sẽ ưu tiên đá đột phá rồi. Có bao nhiêu vé anh em đổi hết cái đá đột phá mình. Đá đột phá nó có giới hạn là 10 lần ấy, tức là anh em top mua mắc chỉ được có 20 viên thôi. Nói chung là 10 viên hay 5 viên cũng xúc hết nhá. Tại vì con game này ấy, trừ tiền cộng với kim bảo ra thì nó là cái thiếu nhất trong game. Anh em chú ý nhá. Đấy tiếp đến là về mấy cái nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ mình thấy cũng khá đơn giản thôi. Nó sẽ có nhiệm vụ ngày này cộng với nhiều tuần. Anh em chú ý các mốc nhiệm vụ nhá. Còn về phần đổi ấy, à quên. Còn về cái phần ưu đãi thì nó sẽ có ba loại này. Thứ nhất là tích làm ngày này, đây là 79k. Thứ hai là ưu đãi mỗi ngày. Đây nó sẽ có mấy mốc làm nhá, mấy mốc này nó sẽ ghi chép một ngày cộng với cái quà giá trị. Quà này nó không ghi chép một ngày, nó chỉ giới hạn ở sự kiện thôi. Và cái ưu đãi mỗi ngày nó sẽ có thêm hai cái nữa là cái la bàn để em quay này cộng với cái vé quay nhá. Vé quay mình nhớ là 888 khi bảo mình cứ cho là 900 đi, tức là 10 vé quay anh mua trong ngày nó chỉ có giá gần 1.900 khi bảo thôi, à quên, gần 1.800 khi bảo thôi, tính ra nó khá rẻ ấy. Cái này thì mình thấy anh em nên mua nhá. Ở game anh em cũng cần vé quay để em kiếm cái tâm nguyện quay tướng ấy. Tiếp đến ấy, ngày mai nó có thêm cái phần hoạt động nhá. Đây nó thêm cái thưởng thiên cơ lệnh này. Và quan trọng là có thêm cái tùy chỉnh nhá. Tùy chỉnh này thì nó sẽ có cái gói mua kim bảo nhá. Mình nhớ chỉ có mấy trăm kim bảo thôi ấy. Anh em làm 140 cái quà bí quyết này cộng với 50 cái đá tinh luyện nhá. Cái này mình nhớ nó cho chọn ba quà nhưng mà em chọn hai này nó sẽ ngon hơn ấy. Còn về phần làm ấy, có thêm ba gói làm này. Đầu tiên gói 379 được mua 5 lần, tiếp là gói 779 được mua 5 lần, và cuối cùng ấy là cái gói 2.499.000 cũng 5 lần nhá. Còn về quà thì cũng như cái kia thôi, nó được chọn ba cái này. Cái này thì chắc chắn anh em chọn cái quan hệ ấy.
Còn cái thứ hai ấy, thì nó sẽ có đá tăng bậc này, đá cường hóa trang bị này, đá thinh luyện bảo vật này, cộng với cái dương trận hình. Cái trận hình này mình nhớ anh em xếp được chỉ số này, nói chung là nó có rất là nhiều trận hình ấy, và trận hình thì nó cũng có chứ hệ nhá. Về này thì mình thấy anh em đổi kinh mạch là ngon nhất. Mà tính ra cái gói này hơi đắt nhở, 379k được có 12 vé này, cộng với 40 cái kinh mạch đan. Tính ra 12 vé này thì nó chỉ có giá trị 6.000 kim bảo thôi ấy. Đấy, tiếp đến là gói 779k này, nó được ngọc leo 4 này. Cái này chắc chắn là sẽ ưu tiên mọc kích rồi ấy. Đây leo 4 là 1,28%, khá ngon em ơi. Đây quân mua này. Còn Olga sẽ được cái khóa ấn này, trận hình cam này, tuyệt học cộng với cái bí quyết. Cái con game này không biết là cái trận hình cam này có giấy kiếm không ấy, nhưng mà lúc đầu anh em mà muốn được chiến ấy thì cứ chọn cái quả bí quyết nhá. Đây và cuối cùng là cái gói 2.499k nhá, khá gắt nhỉ, tận 2 triệu dưới em ơi, hai củ dưới. Đây nó sẽ có tướng thiên thánh này, khá củ luôn này, thần binh này, và cuối cùng là cái đá tư tưởng nhá. Cái này để anh em nâng cấp trận pháp đấy, mình nhớ cái này về sau là cũng có trong phần đấu giá. Nói chung em có thể bỏ kim bảo ra mua được ấy, tính ra nó cũng bình thường nhỉ. Cái này chắc lúc đầu game mình sẽ chọn là thần binh này. Còn ô thứ hai ấy, là sẽ có vé quay này, danh thiếp này, vé quay thường này, cộng với cái đá đột phá nhá. Cái này thì chắc chắn là chọn đột phá rồi đấy. Đây của anh em tham khảo nhá. Đây ngày hôm nay anh em dân chú ý cho mình mấy cái cơ bản đấy. Thôi game mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.